Và như vậy là trọng tài người Trung Quốc ông Ma Ninh vừa nổi tiếng gọi khai cuộc. Lúc này thì người giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của Campuchia Kesu Kehona không có mặt và dứt điểm. Với Tiến Linh và Quang Hải đang là ba mũi tấn công của đội Việt Nam. Chúng ta cùng xem một lần nữa tình huống này. Việt Nam á tại sân hàng đẫy. Quang Hải có thể dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam đang chơi rất thoải mái về tâm lý. Dứt điểm. Không vào. Pha bóng rất đẹp, pha quăng chân của Phan Văn Đức. Ông Phan Sô đang bố trí sự chiến thuật 3-4-1-2 với Quang Hải đá phía sau Tiến Linh và Phan Văn Đức. Quang Hải chơi lùi phát huy sự sáng tạo. Một pha quăng chân trái rất hay của Phan Văn Đức, gợi nhớ đến bàn thắng rất đẹp của Văn Đức trong mùa U23 hồi đầu năm. Pha phối hợp đối mặt. Không vào. Tình huống băng ra kịp thời của thủ môn Umbichet. Trên ảnh vừa rồi là các cổ động viên của hội quốc hội Việt Nam tại khán đài B xem đấy. Phan Văn Đức. Và vị trí của chúng ta sẽ là nhì bảng. Đánh đầu. Wow. Tiến Linh đã lập công. Đó là pha bóng mà chúng ta chờ đợi ở cầu thủ của BKMX Bình Dương vừa phối lên đội V-League 2018. Pha bóng rất đẹp. Bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh, pha ghi bàn rất đáng nhớ trên sân Đồng Hàng đấy. BKMX Bình Dương. Đây là hình ảnh lần đầu xuất hiện tại sân đấy. Trước đây chỉ thấy ở sân Mỹ Đình thôi. Hồng Duy rất thuận lợi, bình tĩnh. Còn bình tĩnh là sẽ có bàn thắng, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy cơ hội quá thuận lợi rồi. Hai bên bằng người nhau và các vị trí chạy chỗ ở trong đều rất thoáng. 2-0 cho đội Việt Nam. Quang Hải lập công. Quang Hải cũng đã có hai bàn thắng bằng với anh Đức và Công Phượng khi mà thế bế tắc đã được khai thông. Thì mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tại giải năm nay, rất nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến cho Quang Hải bị thiệt thòi khi liên tục được xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải tạo cơ hội để Quang Hải thể hiện tốt hơn khả năng tấn công của mình. Và đây chính là trận đấu như vậy. Khi mà Hồng Duy đã vượt qua đối phương và tiến xuống sát đường biên thì chúng ta đã nhìn thấy cơ hội. Hồng Duy đã vượt qua cầu thủ Chin Chuen. Tốc độ. Tiến Linh sút bóng. Đến lúc này thủ môn Umbichet tỏ ra khá chắc chắn trong cầu môn của Campuchia. Sút bóng. Cú đá rất con nét. Pha dứt điểm của trung vệ Đình Trọng. Đình Trọng là trung vệ luôn có thể đeo bám rất quyết liệt. Pha dâng lên rất cao để tranh chấp của Đình Trọng. Pha xử lý của Quang Hải. Pha xuống. Phan Văn Đức sút bóng. Wow. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-0. Như chúng tôi đã phân tích cái này ít phút, Văn Đức luôn những pha sút bóng quyết đoán và rất bất ngờ. Pha xoay người sút bóng, thủ môn đội bạn hoàn toàn mất phương hướng. Kết thúc ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng đến bây giờ thì cầu thủ màu số 20 của Việt Nam mới thành công.
Thủ môn Umitsev đã bị khuất tầm nhìn. Văn Đức xoay người bất ngờ, bóng đi kín. Một pha xử lý xuất sắc của cầu thủ đang thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Mới có thể là những người ông cần mài sắc hơn ở những phút còn lại thì ông sẽ cho vào. Thêm một pha dứt điểm. Phan Văn Đức. Một pha dứt điểm tốt. Cú đá rất chuẩn về kỹ thuật của Đỗ Hùng Dũng. Ở câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng luôn chơi thoải mái giữa sân, dâng lên tấn công và hỗ trợ phòng ngự đều tốt. Hồng Duy. Không được. Sân Mỹ Đình, đó là pháo sáng đã không xuất hiện. Trước khi trận đấu này diễn ra thì các tuyển thủ của chúng ta đều đã kêu gọi cổ động viên là không mang pháo sáng vào sân. Những cầu thủ được truyền thông quan tâm như Quang Hải hay thủ môn Bùi Tiến Dũng đều đã đăng trên trang cá nhân của mình những lời lẽ hết sức tri ân khán giả, nhưng cũng rõ ràng và quyết liệt về quan điểm với việc mang pháo sáng vào sân đốt. Pha phạm lỗi với Tiến Linh của cầu thủ Campuchia. Pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam, rất nhiều khoảng trống. Văn Quyết không được. Đó là một pha ghim bóng mà Văn Quyết đã thể hiện nhiều ở sân hàng đấy. Và như vậy là trọng tài người Trung Quốc Ma Ninh đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. 3-0 cho Việt Nam là tỷ số cuối cùng. Một trận đấu mà đội Việt Nam lúc đầu đã có những khó khăn, tuy nhiên sau bàn mở tỷ số của Tiến Linh, mọi việc đã trở nên đơn giản. Tiến Linh đã có bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay. Người đưa tỷ số 2-0 là Quang Hải và Phan Văn Đức ngày hôm nay cũng đã lập công với pha xoay người sút bóng rất tốt. Đội Việt Nam dẫn đầu bảng A. Một thành tích thuyết phục và xứng đáng. Sau 3 trận đấu, Việt Nam giành được 10 điểm. Chúng ta đã có được 8 bàn thắng. Và kết thúc vòng bảng vẫn là đội duy nhất ở giải năm nay chưa để đọ lưới. Xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam.